Hỏi em đi đứng thế nào, 5 lần 7 lượt ngã vào tim anh, chẳng may lại trúng tiếng sét ái tình với cô em hàng xóm nên anh ba trà cú bị vợ đánh cho không trượt phát nào. Cái kết là anh lại phải bỏ nhà đi lang thang nhặt lá đá ống bơ như này đây. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái xui, anh tình cờ phát hiện một ống cống bỏ hoang bí ẩn. Quá tò mò nên anh quyết định khám phá xem có kiếm được sinh vật nào độc lạ dưới đó không. Cũng chính từ đây anh ba đã có trải nghiệm kinh hoàng nhất đời mình. Muốn biết đó là gì hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là gửi lời cảm ơn tới bạn Nguyễn Sơn, bạn Hoàng Anh Thư và bạn Trần Ánh. Đây là ba bạn bình luận nhanh nhất trong video hôm qua. Mèo luôn trân trọng tình cảm các bạn dành cho kênh. Bạn nào cũng muốn được nhắc tên trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Nhờ cũng có tí thân thủ từ trước nên rất nhanh chóng anh đã bật tung nắp cống ra. Tiếp theo với cây đèn pin mới săn sale trên Shopee anh chiếu thẳng xuống dưới. Đáng tiếc là vì nước quá đục nên anh chẳng thấy gì ngoài rác cả. Không chấp nhận kế hoạch của mình thất bại ngay từ bước đầu tiên, anh nhanh chóng tiến hành đặt bẫy. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra cái tự tin mà nghĩ rằng chuyến thám hiểm hôm nay sẽ thành công tốt đẹp nữa. Bởi mèo thấy từ đầu tới giờ không phải bọ ngựa thì cũng là mấy con cá bé xíu siêu ngoi lên chào. Nhưng thôi chẳng sao, lạc quan là tốt. Vả lại lúc anh mua hàng, người bán bẫy bảo không bắt được con cá nào không lấy tiền nên anh cũng có đôi phần tin tưởng. Chiếc bẫy đầu tiên sẽ được anh khéo léo đặt ở nắp cống này, bởi có vẻ nó là to và rộng rãi nhất ở đây. Đang định đặt chiếc thứ hai, anh tình cờ phát hiện một sinh vật nào đó. Tới khi vớt lên thì ra là một con ếch. Ngày xưa có chuyện ếch ngồi đáy giếng, thời này lại có ếch ngồi đáy cống các bạn ạ. Cố gắng đi thêm vài đường quyền nữa thì anh cũng chỉ thấy mấy con nhi đồng thối tay. Nhưng không vì thế mà anh dừng lại, bởi linh cảm mách bảo phía dưới đó vẫn còn thứ kinh khủng hơn đang chờ đợi. Nói thật với các bạn là nãy giờ anh ba cũng vớt được kha khá cá, nhưng tấm chiếu mới trải như mèo không thể kể tên chính xác từng con được. Chỉ biết anh bảo sẽ đem hết chúng nó về nuôi nấng cho tới khi lớn thì bán lấy tiền. Và cuối cùng ông trời không phụ lòng người, một bé rùa vừa lao vào vòng tay anh, nhìn em nó thì có vẻ cũng thuộc hàng cụ kỵ rồi. Tuy nhiên công việc của anh ba không thể vì thế mà dừng lại được, bởi tham vọng của anh hơn thế nhiều. Cho dù chỉ bắt được có vài con cá tí hon, anh vẫn coi đó là chiến tích lẫy lừng. Đây quả là một tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi và noi theo. Mèo tin là cứ với cái tinh thần này chẳng mấy chốc anh sẽ hái được trái ngọt thôi. Nhân tiện đây để anh ba giới thiệu với mọi người cái lý do khiến anh phải làm tất cả những công việc này nhé. Chính là cô bé hàng xóm được nhắc tới ở đầu video. Sinh với ngon à, nhầm ngoan như này thì có bị đuổi khỏi nhà anh cũng xin chấp nhận trả giá. Sau khi cảm thấy ống cống đã bị càn quét sạch sẽ, anh quyết định di chuyển tới một vị trí mới. Cũng phải công nhận anh này xông pha không sợ bẩn, chứ bạn nào mắc chứng sạch sẽ tới đây chắc khóc thét. Thành quả anh nhận được sau sự lăn lộn là một con cá bạch tạng, dù nhỏ nhưng có võ, vì mỗi con như này sẽ bán được giá rất cao. Nếu các cụ phù hộ độ trì cho bắt được nhiều thì suốt phần đời còn lại anh không phải lo cơm ăn áo mặc. Mối quan hệ của anh và cô bé hàng xóm cũng có thể công khai mà không cần giấu giếm như bây giờ. Nghĩ đến cái viễn cảnh tươi đẹp ấy khiến anh lao động càng hăng hái hơn. Và quả thực may mắn đã mỉm cười, anh nhanh chóng tìm thấy thêm một con cá bạch tạng nữa. Công việc như anh ba đang làm đây kể cũng nhàn, trừ những lúc bận ra thì toàn nhàn. Vì về cơ bản anh sẽ chỉ xách vật đi vét từng ống cống, phát hiện sinh vật nào anh cũng bắt không sót cái vảy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn làm giàu nhờ công việc này thì chủ yếu phụ thuộc vào nhân phẩm. Cứ như anh ba trà cú đã gắn bó với nghề gần 30 nồi bánh chưng rồi mà có thấy anh khấm khá lên tí nào đâu. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, nên chúng ta chỉ có thể ngồi xem và cổ vũ anh từ xa vậy. Loay hoay có thế thôi mà cũng hết cả buổi tối. Bây giờ anh sẽ nhanh chóng kiểm tra mấy cái bẫy đã đặt trước đó. Đề phòng trường hợp bắt được con gì đó to to, anh nhanh chóng chuẩn bị một xô nước đầy. Ngay khi vừa nhìn thấy những con vật trong chiếc bẫy đầu tiên, anh đã không nhịn được hét lên sung sướng. Chưa biết chính xác chúng là gì nhưng cứ nhiều là anh thích rồi. Điểm mặt chỉ tên một vài con anh ba ấn tượng nhất thì là con cá có lớp da ánh kim này đây. Nhìn chúng nó nhỏ xinh thế thôi nhưng chịu khó chờ một thời gian đến lúc em nó trổ bóng thì có không giữ mất tiếc ghê. Với quan điểm bắt thừa còn hơn bỏ sót, anh tranh thủ đưa hết chúng nó vào xô rồi còn chuyển sang chiếc bẫy thứ hai. Khu vực này có miệng cống rộng hơn nên nhìn từ phía trên anh cũng đã phát hiện sinh vật nào đó. Điều tuyệt vời hơn là sinh vật ấy lại còn đang nằm trong bẫy. Thì ra không gì xa lạ mà là cả một bầy cá bạch tạng mà anh ao ước từ trước. Vậy là chuyến đi lần này không uổng phí công sức rồi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi chúng nó lớn lên anh có thể ngẩng cao mặt với thiên hạ. Người ta có vua cá coi thì anh sẽ trở thành vua cá bạch tạng cho mà xem. Ngoài cá bạch tạng thì trong bẫy cũng vô tình có thêm mấy con cá sóc, nhưng anh bảo loại này ở nhà có nhiều rồi nên sẽ không nhận nuôi thêm nữa. Vì quá hào hứng nên chỉ chưa đầy một nốt nhạc sau đó anh ba đã có mặt tại tổ ấm thân yêu. Mặc cho sự đuổi đánh của nóc nhà, anh vẫn quyết tâm cho từng con cá vào các bể tương ứng. Đặc biệt phải nhẹ nhàng với bọn cá bạch tạng bởi chúng là cả một gia tài chứ chẳng đùa. Nhân tiện đã tới đây, anh sẽ cho mọi người xem xương xương mấy con cá mập nước ngọt đang được anh nuôi dưỡng. Sau bao lần nghe anh hứa hươu hứa vượn, cuối cùng mèo cũng tin lời đồn là thật. Về phần bọn cá anh bắt được hôm nay, hy vọng với sự chăm sóc tận tình chu đáo chúng sẽ lớn khôn và phát triển thật tốt. Mèo tin rằng một người có tấm lòng nhân hậu như anh ba sẽ dễ dàng thực hiện được điều đó. Dĩ nhiên ngoài cá bạch tạng thì những loài cá khác đã vào đội anh là sẽ được đối xử công bằng như nhau. Chúng nhanh chóng tới với ngôi nhà mới mà tại đó một cụ rùa đang chờ đợi.
Vậy là sau cùng thứ cá anh ba đang thấy chỉ còn là cá đuối thôi. Chắc bây giờ anh sẽ phải đi đánh một giấc cho hồi sức, mai còn phấn đấu tiếp. Trong lúc đó mèo sẽ dẫn mọi người đi gặp thêm một nhân vật khác cũng hay ho chẳng kém. Đó chính là anh Thái Dối với một số thứ bị thối nhưng độ chịu lạnh rất giỏi. Để chuẩn bị cho kế hoạch nghịch ngu lần này, anh đã tìm tới hẳn một khu vực thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi trắng trời. Thế nhưng kỳ lạ là con suối nhỏ này vẫn chưa bị đóng băng, thậm chí nhìn kỹ sẽ thấy một số sinh vật đang bắt đầu sinh sôi. Anh chàng áo tím đang không ngừng nhún nhảy cho nóng người là chiến hữu thân thiết của anh Thái. Ngoài ra còn có anh mặt nạ cáo cứ gọi là xuất hiện. Bộ ba anh này được người ta đặt cho cái biệt hiệu là biệt đội ba con báo, nghĩa là các anh cứ đi đến đâu là báo đời đến ấy. Muốn biết mức độ báo tới đâu thì hãy tiếp tục theo dõi để mèo ú giải đáp cho nhé. Hiện tại anh áo tím đã dùng cây vật tự chế đi một đường quyền đầu tiên. Những gì các anh vớt lên được là mấy con cá nhỏ xíu. Thì ra kế hoạch lần này là khai quật con suối nhỏ êm đềm đã nhắc tới trước đó. Bọn cá dưới ấy mà biết nói, nó chửi các anh không ra gì luôn. Nhà người ta đang sống yên ổn tự nhiên đến phá. Thế nhưng thực tế chúng đâu thể làm vậy nên các anh càng được đà làm tới. Cứ tưởng là mục đích của chuyến đi lần này cũng cảm động như anh ba trước đó, rằng là các anh sẽ đem lũ cá về nuôi cho lớn. Nhưng trường hợp này nó cảm lạnh lắm các bạn ạ. Cứ bắt được con nào là các anh bàn nhau nên nấu súp hay chiên giòn thì ngon hơn. Làm mèo nghe mà cũng nhức nhức cái đầu theo luôn. Do mục đích bắt để ăn nên anh nào anh nấy ra sức nhặt, nhưng cũng cần lưu ý đối với những con quá độc lạ. Nhỡ đâu chúng nó có độc về cả ba lại được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thì khổ, mà chủ yếu là khổ những người khiêng hòm ấy chứ. Trong số ba người thì anh áo tím là to khỏe nhất. Vậy nên anh được phân chia cho nhiệm vụ đi đường quyền dưới nước. Trong khi đó anh Thái trên bờ phụ trách là cameraman để ghi lại những thước phim chân thực nhất cho con cháu mai sau có cái mà xem. Anh còn lại là anh cáo thì nhanh tay nhặt cá bỏ vào xô. Cái này người ta gọi là kỹ năng teamwork làm việc nhóm các bạn ạ. Cảm thấy đứng mãi một chỗ cũng không ổn nên anh Thái rủ hai anh còn lại di chuyển tới khu vực xa hơn. Chỗ này thì lại đang bị đóng băng gần hết, được cái là băng mỏng dễ phá nên vẫn đánh bắt được. Rất nhanh chóng họ cũng đã có được những chiến lợi phẩm đầu tiên. Công nhận là được sống hết mình với đam mê nên từ sáng đến giờ chưa thấy anh nào kêu mệt, chứ vớ phải mèo chắc còn đúng cái nịt. Vị trí tiếp theo các anh báo lựa chọn là ngay cửa ra của một cống thoát nước. Các anh tin rằng hàng ngày cả trăm nghìn con cá qua đây kiểu gì cũng sót lại mấy con, nhưng cái kết vẫn chỉ có mấy con cá nòng nọc như mèo tạm gọi trước đó. Lần này người phụ trách chính công việc quăng lưới là anh cáo, thì thỉnh thoảng cũng phải thay đổi vị trí cho nhau công việc mới năng suất được chứ. Săn bắt cả buổi có vẻ chiếc hộp mang theo cũng đã đầy. Các anh đang bàn nhau xem từng này cá nấu gì cho hợp lý, đủ để anh em làm bữa nhậu lai dai. Thậm chí trong số những con bắt được có lợn ít lươn và ếch ương luôn. Nhưng sau một hồi chọn lọc bỏ đi những con quá bé thì họ cho rằng ăn bằng này chẳng bõ dính răng. Vậy nên chuyến săn bắt lại tiếp tục. Nói chung là đến giờ này trông thế chứ anh nào cũng đuối rồi. Cố được đến đâu thì cố thôi. Đúng là ăn một bữa cá mà chạy ba quãng đồng. Nếu như mèo chạy vù cái ra chợ mua có mà ăn phè phỡn 3 ngày không hết. Nhưng thôi, chuyến đi như này cũng coi là có trải nghiệm. Biết đâu một vài năm nữa tuổi già sức yếu các anh muốn cũng chẳng làm được nữa ấy chứ. Tiếp theo để nối tiếp những ý tưởng điên rồ còn đang giang dở, chúng ta sẽ đi gặp anh Bổn Lò. Hiện tại anh đang có mặt ở vùng biển Bình Dương. Cuộc đời anh này kể cũng sướng, nhà không có gì ngoài điều kiện nên mỗi ngày anh đều phải nghĩ xem hôm nay đi du lịch ở đâu. Cộng thêm với cái đam mê khám phá nhiệt huyết có trong máu, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng săn bắt. Chẳng hạn như hôm nay để hiện thực hóa ý tưởng của mình, anh còn xuống tiền mua một bộ động cơ dự trữ năng lượng, chỉ với mục đích duy nhất là đi tới đâu có điện tới đó. Việc này phục vụ rất nhiều cho quá trình anh ghi hình lại những thước phim săn bắt để đời. Nói chung là anh Bổn thấy khá ổn áp nên bạn nào có nhu cầu thì inbox thầm kín anh gửi link cho nha. Còn bây giờ quay trở lại với công việc chính. Bằng đôi mắt cú vọ của mình, anh phát hiện dấu hiệu của sự sống ngay dưới bãi cát. Không ngần ngại, anh đem cây vợt ra truyền ra dùng luôn cho nóng. Cái kết là bắt lên được mấy con cá thái tuế bé xíu. Tuy nhiên anh Bổn cũng cho biết khởi đầu như này là ổn áp rồi. Anh còn sợ không được con nào ấy chứ. Cả vùng biển rộng lớn thế kia mà anh cứ lo bò trắng răng. Nhưng khoan đã, quan sát kỹ từ góc này còn thấy cả bé rùa đang bơi lội tung tăng nữa kìa. Anh nhanh chóng lấy cần câu ra thử vận may xem sao. Bắt được rùa ở vùng biển này là quý lắm đấy. Nếu làm được anh tha hồ lấy le với giang cư mận. U là trời, còn chưa kịp quăng cần xuống đã đổ máu thế hả anh ơi. Như này không câu được rùa lại còn gọi cá mập đến ấy chứ. Để bình tĩnh lại sau pha xử lý cồng kềnh vừa rồi, anh Bổn chạy đi luyện thể lực một chút. Nhờ thế anh tình cờ phát hiện một con cua tí hon. Không biết khi lớn cực đại nó có thể khổng lồ tới đâu nhỉ. Cảm thấy mình không thể trì trệ hơn nữa, anh Bổn quay lại với cây vợt trước đó. Mong rằng với sự gánh còng lưng của các cụ anh sẽ thu được gì đó xịn sò một chút. Không nằm ngoài dự án, một em cá với vẻ ngoài khá độc lạ đã xuất hiện. Nhìn nhỏ nhỏ thế thôi chứ so với những con cùng loài đây là hàng khủng rồi. Mặc dù rất muốn đưa con cá về nuôi nhưng anh Bổn vẫn ngậm ngùi thả nó đi. Chẳng biết từ bao giờ nhưng anh Bổn đã kịp đặt một chiếc bẫy. Anh thật giỏi làm khán giả bất ngờ quá đi. Không những thế, con tôm hùm mini trong đó còn khiến mọi người ngỡ ngàng bật ngửa hơn. Lần đầu mèo được nhìn thấy con tôm đáng yêu cute phô mai que như này đấy. Đúng là không nỡ ăn luôn ấy. Nhưng dù sao đã có duyên gặp gỡ, anh vẫn sẽ trao cho em nó một vé tham gia đại gia đình Bình Dương của mình. Cuối cùng thì vẫn là chiếc bẫy hoạt động hiệu quả nhất, vừa không mất nhiều công sức mà thành quả thu về cũng được của nó.
anh quyết định sẽ tận dụng triệt để công dụng của món đồ này. Nhân tiện đây để anh bổn giới thiệu thêm một lợi ích nữa của bẫy cho mọi người xem, đó chính là dùng để đựng rác. Thói quen mỗi lần ra biển của anh là sẽ gom hết những rác thải trong tầm mắt đem về, không chỉ bảo vệ môi trường mà cũng giúp lũ tôm cá có nơi ở sạch sẽ thoáng đãng hơn. Bảo sao nhà anh giàu ba đời đến đời anh thì vẫn thế, thường những người sống có đức sẽ được trời thương mà. Đến hiện tại anh bổn vừa tạm dừng công việc đánh bắt để quay trở về nhà, bởi anh thấy hôm nay không phải là một ngày phù hợp, chứ không phải anh muốn flexing nhiều hơn về cái bể cá mình mới mua đâu. Trong ấy thì cũng chỉ có xương xương mấy con sao biển với ốc biển thôi, mua cũng rẻ khoảng vài triệu một em. Do mèo nghèo hay do anh bổn giàu mà nghe anh nói mấy triệu nó cứ nhẹ như lông hồng ấy các bạn ạ. Hy vọng trong tương lai nếu có cơ hội mèo sẽ được tới thăm trực tiếp nhà anh bổn một lần để biết giới quý tộc họ sống sung sướng thế nào. Còn bây giờ chắc chúng ta sẽ tạm thời nói lời chia tay để mèo quay trở lại thực tại nghèo khó của mình. Các bạn thấy sao về chuyến tham quan cưỡi ngựa xem hoa của anh bổn hôm nay và thấy ấn tượng với sinh vật nào anh đã đưa tới? Nhớ cho mèo biết ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.